Rồi chào các em, chúng ta tiếp tục giải vòng số 10 Olympic của khối lớp 7. Bài thi số 1. Hai ô bằng nhau. Đỡ sợ hơn là các ô tăng dần. Rồi, ta có một cái tờ nháp đi cho nó dễ chịu ha. Số nguyên x nào để hai cái này nó bằng nhau? 2 trên tử mà đây lại là 81 trên tử, bên chẵn bên lẻ, vậy x thì nghĩ tới số âm rồi đó. Mũ âm là sẽ là nghịch đảo em nhé. Người ta định nghĩa như sau: a mũ x hay là a mũ trừ n đi, thì đó chính là gì? Với n là số tự nhiên á, thì sẽ bằng nghịch đảo 1 phần a mũ n. Nhớ điều đó nha, nghịch đảo. Mũ âm là nó báo hiệu nghịch đảo nhé. Như vậy là gì? X ở đây nó sẽ bằng âm 4 đi. X sẽ bằng âm 4. Bởi vì 2 phần 3 tất cả mũ âm 4 thì nó sẽ là nghịch đảo của 2 phần 3 mũ tất cả mũ 4. Vậy nó sẽ bằng 3 phần 2 mũ 4. Tóm lại ở đây X sẽ bằng âm 4. Tiếp theo là 3. Âm 4 thì ta chọn này luôn cho rồi ha. Còn không thì em để hồi làm luôn lần cũng được. Rồi, lại nghịch đảo nữa nè các em. Lừa đảo không à. Mũ 3 tất cả mũ 2 là mũ 6, 3 phần 4 tất cả mũ 6. Vậy ta sẽ có là gì? 3 phần 4 tất cả mũ 6 sẽ bằng 9 phần 16 tất cả mũ 3. 9 phần 16. Cái vế trái này chính là 9 phần 16 tất cả mũ 3. Còn bên này lại ngược lại, vậy x sẽ bằng trừ 3 đó các em. F3 thì bằng 10. Rồi tìm x sao cho hai phân số đó bằng nhau. X sẽ bằng âm 1 phần 3. Bên này 3 mũ trừ 3 tức là nghịch đảo của 3 mũ 3 là 1 phần 3 mũ 3 đó. Như vậy ở đây x sẽ bằng 3 các em nhé. 100 phần 51 là 100 phần 51. Cái này nó sẽ ra là âm 0,5 mũ 2. 0,25 mũ 2 ha. 1 phần 16 4 cái 3 phần 2. Rồi bài toán này, bài toán này ở lớp 6 thì dạy rất nhiều rồi ha. Chúng ta cùng vô cái phần mềm MapType để làm cho nó rõ hơn. Ở trên tử thì tách ra làm gì? 2 x 3 x 4 x chấm 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 nhân cho 50. Thêm một nhóm như vậy nữa, bình phương mà. Ở mẫu này, các cái mẫu này thì tách số đầu tiên ra 1, 2, 3 cho tới 4, 9 là thành một nhóm.
Nhóm tiếp theo là 3, 4, 5 cho tới 51. 3, 4, 5 tới 51. Rồi rút gọn thôi. Nhóm này rút gọn nè. 2 rút 2, 3 rút 3, 4 rút 4, vân. Cuối cùng là còn 50 ở trên, 1 ở dưới. Ở trên 50, ở dưới 1. Còn bên này thì sao? 3 rút với 3, 4 rút với 4, 50 hết. Còn 2 với 51 thôi. Thì cuối cùng còn bằng 100 phần 51 ha. Như vậy đáp án của bài này là 100 phần 51, chính là bằng ô này luôn nè. Tiếp tục dưới là các em tính kỹ thuật thôi. Phá ngoặc là tính. Phá ngoặc nhớ đổi dấu, bởi vì đằng trước là dấu trừ em nhé. Kết quả ra 4. Cái này trừ 4 thì ghi lại. Cái này chia thôi. 3 phần 2. Này là trừ 3 phần 4. Trừ 0.75 đó. Thì trừ 1 phần 3 thì ghi lại, 1 phần 16 thì ghi lại. Số dương nào thỏa mãn. Vậy là giá trị đối với x cộng 5 sẽ bằng 15. Tức là x cộng 5 bằng 15. Hoặc là x cộng 5 bằng âm 15. Giải 2 và tính con đó thì chỉ có một bài ra x dương là x bằng 10. Này là trừ 27 phần 36, hình như chưa tối giản. Đúng luôn, nó chính là trừ 3 phần 4 đó. Rồi giờ ta chọn những cái giống nhau, cái này giống nhau nè. Và tiếp tục 100/51 sát nhau luôn. Hai cái này sát nhau luôn. Rồi hai cái này sát nhau luôn, 3 với 3. Tiếp tục 4 với 4 nè. 4 4 3/2 sát nhau luôn, lấy luôn. 1/16 với lại 1/16 đây. Còn lại trừ 1/3 với lại trừ 1/3. Trừ 1/3, trừ 1/3. Tiếp tục. Trừ 4, trừ 4. Bài thi số 2. Giải bình thường thôi. Các em lấy 9/11 trừ cho 2/5, đó là 23/55. Rồi số chia sẽ bằng số bị chia, chia cho thương. 3/5 chia cho kết quả đó, 33/23. Các em đừng lạm dụng cái nút shift show nhiều quá các em nhé, làm cho mình hư luôn á. Cái nào giải bằng tay được các em cứ giải. 2/3 trừ cho 1/2, rồi là lấy 1/5 chia cho kết quả vừa thu nhận được. Là bằng trừ 6/35. Tập hợp sao cho cái này là số nguyên, k
Cái này thầy giải nhiều ở những vòng trước rồi ha. Giờ thầy không có giảng kỹ nữa. Các em có thể coi lại ở những vòng trước nha. Để ta gặp cái loại này quá nhiều rồi. Ta có trừ 7 này, ta có trừ 5 này, có trừ 4 này, ta có trừ 2 này, sẽ nhiều biểu vậy, ta có trừ 1 này. Ta có 1 nè. Hết rồi kìa. Bây giờ là gì? Trừ 7, trừ 5, trừ 4, trừ 2, toàn là trừ, trừ 1. Và có một cái là bằng 1. Có 6 giá trị tất cả. Rồi, đúng rồi đó. Với n số tự nhiên, rồi các em cứ tính bình thường rút gọn thôi ha. Kết quả nó sẽ ra là một phân số tối giản. Một phần 49 nha. Rồi, này dùng tính chất dãy số bằng nhau thôi. Ba cái này bằng nhau. Mình ta bắt tính là x cộng y hả? Em lấy nháp đi.
2 cơ. Tại sao lại bằng 2? Các bạn chú ý này. Chú ý màn hình đi. Các em sẽ có điều gì? X trên y cộng z 1 thì bằng y trên x cộng z bằng z trên x cộng y trừ 2. Rồi thì phóng to lên làm cho nó. Nó sẽ bằng luôn là phân số này. X cộng y cộng z, ba tử cộng nhau mẫu, mẫu các em cộng là hết ba cái mẫu, 1 cộng 1 là 2 trừ 2 là hết, còn là y cộng z cộng x cộng z cộng x cộng y sẽ là bằng 2 lần x cộng y cộng cho z. Đó vậy thôi. Giờ nó sẽ bằng 1/2 đó, 1/2, và nó sẽ bằng luôn cái gì thì các em lấy hai cái tử này cộng lại này. Bằng x cộng y ha, trích hai cái tỷ số đầu tiên thôi, lấy x cộng y, còn ở dưới là y cộng z cộng 1 cộng x cộng z cộng 1 thì x cộng y thì để riêng đó. Còn z cộng z là thành 2z, 1 cộng 1 là thành 2, là 2z cộng 2. Vậy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng x cộng y nhân cho 2 lần z cộng 1. Rồi bây giờ chúng ta trích ra những cái cần thiết thôi. Giờ thầy trích số 1/2 và cái này ra. 1/2 là bằng cái này nè. Thầy trích hai cái này ra và nghịch đảo lên. Vậy thầy sẽ có là 2/1 bằng này, nghịch đảo lên. Cho lên tử. Còn ở dưới mẫu sẽ là x cộng y. Đó. Bây giờ nó sẽ bằng gì? Tắt ra. Nó sẽ bằng 1 cộng với cái phân số còn lại ha. Đó, còn cái này thôi. Từ đây suy ra điều gì? 2 bằng 1 cộng này. Vậy suy ra là 1 sẽ bằng cái phần còn lại. Cái này. Một cộng này thì bằng 2, vậy cái này sẽ bằng 2 trừ 1 là 1 gì đâu mà. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra là x cộng y trên z cộng 1, x cộng y trên z cộng 1, thầy nghịch đảo lại đó, x cộng y trên z cộng 1 không, x cộng y trên 2 lần z cộng 1 thì cũng bằng 1, và cuối cùng nó sẽ bằng 2 chứ, thì bằng 2. Rồi, bằng 2, trả lời luôn đi. Và thì số 3. Tam giác ABC có AB bằng AC, vậy là tam giác cân đó. Góc A bằng 80 độ là ở đỉnh 80, vậy ở dưới là 100, chia đôi là 50 cái. Số nguyên ít mà làm cho cái này bằng 0 thì chỉ có số 5 mà thôi. Chỉ có số 5 mới làm cho hai cái giá trị tuyệt đối này cùng lúc bằng 0. Số nguyên nào nằm giữa hai số này? Chỉ có số 0 mà thôi.
số 0 là nhỏ hơn số dương nhỏ 1 và lớn hơn 0 không? À, xin lỗi, lớn hơn số âm nè. X bằng mấy? Em lấy 3x ra làm thừa số dùng chung. Thì ở trong mặt cái bài này ở vòng trước ta có làm rồi các em nhé. Ở trong là cộng 1 cộng 3 mũ 2 là 9, 27. 3 mũ x bằng 27 thì x sẽ bằng 3. Bài này x phần 3 bằng y phần 2. Vậy x sẽ bằng 3 phần, còn y là 2 phần. Như vậy là ta có là 2x trừ 50 là sẽ bằng 6 phần trừ 10 phần là thành 4 phần, bằng trừ 20, vậy mỗi phần bằng 5. Vậy x sẽ bằng 15, còn y sẽ bằng 10. 5, 3, 15, 5, 2, 10. Vậy 15 với 10 là 25 các em. Hai góc kề bù thì hai tia phân giác đó sẽ tạo thành góc 90 độ. Biết rồi ha. Trừ 1 câu số 8, A1 trên A2 bằng A2 trên A3 rồi bằng A3 trên A4 bằng vân vân. Nhìn có vẻ rối nhỉ. A1 là bằng 5. Chúng ta làm nháp kìa. Nháp đi. Đây. A1 trên A2 bằng cứ vân vân ha, vân vân cho tới A9. Phần A1 thì nó sẽ bằng luôn gì? Nó bằng A1 cộng cho ghi này cho lẹ đi. A1 cộng A2 cộng chấm chấm cộng cho tới A9. Còn ở dưới là gì? A2 cộng A3 cộng chấm chấm cộng cho tới A9 cộng cho A1. Thì nó bằng 1. A1 tới A9 ở dưới cũng vậy thôi, bằng 1 không?
như vậy là suy ra ta bắt tính gì? Tính A5, tính A5 nhé. Như vậy là tất cả các tỷ số này đều bằng 1 hết nha, em nhớ nha, tất cả các tỷ số này đều bằng 1 hết. Mà các tỷ số bằng 1 á thì tử phải bằng mẫu. Mà A1 bằng 5 rồi thì A2 cũng bằng 5. A2 bằng 5 thì sẽ làm cho A3 bằng 5. Và A3 bằng 5 thì làm A4 bằng 5. Và A4 bằng 5 thì cũng làm cho A5 bằng 5 luôn. Tóm lại là A nào cũng bằng 5 hết. Đó. Bằng nhau hết. Bằng 5 hết. Rồi. Số dư khi chia cho 31. Số dư khi chia A cho 31. Câu 10 dễ ta làm trước em nha. Câu 9 ta trở lại sau. A phần B. Thì bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn A cộng 1 phần B cộng 1. Các em nhân chéo lên để so sánh sẽ thấy ha. Lớn b thế em, xin lỗi các em nha, a lớn b thì cái này lại lớn hơn, a nhân cho b cộng 1 nè, a nhân b cộng 1 như thế nào so với b nhân cho a cộng 1 đó, thì ta so a với b cộng a như thế nào so với AB cộng cho B. Thì ta hai bên là quề nhau AB ha. Còn A thì lại nhỏ hơn B theo đề cho này. Xin lỗi, A lớn hơn B theo đề cho này. Vậy cái này lớn hơn. Lớn hơn. Lớn hơn. Và như vậy đây lớn hơn nha. Rồi bài cuối cùng là bài khó nhất. Số dư khi chia A cho 31. Thì nếu các em để ý kỹ á, thì A khi chia cho 30 á, nó sẽ dư lại là 15. A chia 30 dư 15. Thì khi chia 31 nó sẽ dư bao nhiêu đây?
Rồi, thầy có việc bận xíu, trở lại các em chú ý bài số 9 là mình bắt theo từng bộ 5 năm cái lũy thừa các em nhé. Đây các em thấy 5 cái lũy thừa bất kỳ này. Thầy lấy ví dụ như là hai mũ 6 đi. Đó, cộng cho 2 mũ 6 rút 2 mũ 6 ra ở trong nó sẽ là 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng cho 2 mũ 4 nha. Rồi các em tính trong ngoặc thử cho thầy coi. 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 là nó bằng 31 rồi kìa. 31 rồi. Như vậy tổng A các em đếm kỹ sẽ có 101 số hạng ha. Ta không tính số 1 đầu tiên thì từ 2 mũ 1 cho tới 2 mũ 100 là nó chia thành từng bộ, mỗi bộ 5 số hạng, cộng lại là sẽ chia hết cho 31. Như vậy số 1 đầu tiên chính là số dư luôn. A chia 31 sẽ dư 1. Vậy các em nhé. Thầy lại gõ sai một câu nữa rồi các em. Hình như đó chính là câu A chia 31 dư. Thầy nhập tâm quá, thầy gõ không. Dư 1 mới đúng nha. Rồi các em rút kinh nghiệm. Tạm biệt các em.